Vô chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số ha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ phối hợp cho các bạn xem cái sản phẩm đó là dao của Zebra. Đây, thì sản phẩm này mình đã mua sử dụng ở nhà khá là nhiều của này. Đó, hiện tại mình đi làm mình cũng mua hai cây để mình sử dụng. Cây này mình đã sử dụng khá là lâu rồi. Đây, một cây là 3.5 inch và một cây là 5 inch. Đây, đây là cây 3.5. Đó. Thì dao này các bạn thấy một cái đặc điểm khá là dễ nhận dạng là sống dao có chữ Zebra và đây có in chữ là stainless steel, có nghĩa là thép không rỉ. Đây. Các bạn thấy là sống dao rất là cứng luôn. Cái dao rất là chắc chắn, cái tay cầm khá là dài. Các bạn có thể cầm chắc để các bạn sử dụng. Đó. Và hơn nữa là sống dao này các bạn cắt á, thì nó sẽ không bị dính như những cái dao bình thường chúng ta mua bên ngoài. Những cái dao bình thường chúng ta mua bên ngoài, chúng ta nếu mà cắt á, thì sẽ có hiện tượng là nó bị dính một số thứ, nó dính lên cái sống dao như thịt đó, nó bị dính dính thì khá là khó chịu. Thì cái dao này nó có khả năng non-stick, khả năng chống dính rất là tốt. Các bạn có thể sắc những cái thứ mà nó dễ dính một cách dễ dàng, và hơn nữa là tay cầm nó đầm. Sống dao thì rất là dày và rất là cứng. Đây. Đó. Và nó cũng ít khi là bị lục lắm, nó không quá gọi là quá bén nhưng mà nó sử dụng tốt, nó bén ở mức sử dụng tốt và nó mình thấy là nó không có lục, mình sắc được rất là nhiều, mình xài cũng được 5-6 tháng rồi nhưng mà nó rất là tốt, không hề có vấn đề gì mà lục cả. Đây là con thứ hai mình mua cho các bạn. Thì nếu các bạn nào có mua sản phẩm, muốn mua sản phẩm này thì mình để link ở phần mô tả video, các bạn có thể click vào đó xem khảo giá và mua nha, vì giá nó thay đổi rất nhiều. Hiện tại thì là 70.000 một cây, 70.000 một cây. Và đây thì nó có hai cái là 3.5 inch và 5 inch. Thì cái này là loại bự, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Thì nó có thường là có những cái màu này, một màu hồng nữa như là vậy. Thường là mình thấy là màu xanh này, màu xanh nước biển màu ngoài là thường ưa chuộng nhất, thì các bạn có thể lựa thêm ở trên đó nha. Và mình sẽ khui thử ra cho các bạn coi. Đây, mình đã gỡ ra nè, là các bạn thấy là cái hộp của nó ở phía sau này, chúng ta thấy là hàng này của Thái, và thì tiếng Thái khá là nhiều, hàng nhập khẩu của Thái Lan. Hàng của Thái các bạn biết là chất lượng xưa giờ cũng khá là tốt và giá nó thì mềm đó, gần tương tự như hàng Trung Quốc nhưng mà nó chất lượng nó rất là ok. Đây, mình thấy là cái lớp vỏ bọc của nó khá là dày cứng luôn á, mình mở ra mình lấy cái dao gọc gọc cũng khá là khó luôn đó. Rất là dày. Và đây là cái dao chúng ta đây nè, chưa nó phủ một cái lớp nè, sơn chống dính. Lớp này mình xài khá là lâu nhưng mà vẫn chưa thấy nó chóc. Ở đây nó có chóc nhẹ cái đây. Đây chúng ta thấy là cái sống dao nó cũng khá là dày đó, và cảm giác cầm nó đầm tay. Đây các bạn thấy là cán dao cũng rất là dài luôn đó. Dù kích thước của dao nhỏ đi nhưng mà cán dao vẫn giữ nguyên cho chúng ta một cái cảm giác là cầm nắm nó cực kỳ tốt. Ở đây này các bạn thấy không, nó có đường khuyết vào để chúng ta cầm mà đó, rất là êm tay. Và cái này nó có phủ một cái lớp cao su cầm chống trơn trượt đó, trên đây thì lớp nhựa khi mình sắc cảm giác rất là thích luôn. Và nữa là khi các bạn có một không gian nhà đẹp thì các bạn khi ở không gian bếp đẹp á, các bạn bỏ những cái dao này vào trong kệ bếp các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn, cam đoan các bạn cực kỳ đẹp. Đây, đây đây là cái vỏ của cái dao đó. Mình thường chọn loại dao này trong cái văn phòng mình á, khi mà gọt cái gì á thì mình thầy sẽ sử dụng. Và cái đó mình sẽ đưa cái vỏ bao vào thôi, là mình để trong cái hộp tủ mình rất là thoải mái, không có sợ là những cái dao, những cái đầu bén này mình để trong hộp tủ khi mình mò nè, mình có thể làm đứt tay của mình. Mình thấy là cái vỏ này rất là hay. Và hơn nữa cái vỏ của cái dao này nó lại là có những cái rãnh giúp nó thoáng khí và nó không có bị ẩm mốc cũng như là vi khuẩn nó sinh sôi trong đó. Các bạn xài xong các bạn rửa sạch dao, các bạn lau khô và các bạn cho vào vỏ vỏ dao là các bạn có thể bảo quản dao mình khá là tốt, sạch sẽ khô ráo đó. Các bạn nếu các bạn có kệ dao các bạn bỏ lên đó cũng được, hoặc là bạn bỏ vào đây tùy các bạn thôi.
Mấy bạn sẽ thấy là màu nó rất là đẹp. Đó. Rất là đầm, thì mà sắc cái gì rất là thích sắc như nhau này. Và nếu các bạn nào có muốn mua cái sản phẩm, những cái sản phẩm nhau này của Zebra thì các bạn bấm vào link bên dưới, mình có để link, các bạn bấm vào thêm xem tham khảo giá và mua nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau. Đây.